Don, cho anh xin Đăng Nguyên, cho anh xin cái microphone. Thank you. Trong phòng thay lần nữa thật lớn cho nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yên. Cảm ơn anh. Xin chào, xin được gửi lời chào yêu thương đến với tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Happy Thanksgiving, everybody. Cho em hỏi với người anh Bình rồi nhà gia đình của em ngồi đâu ạ? Dạ, một tràng hỗ tay thật là lớn cho băng nhạc ngày hôm nay. Và bài hát đầu tiên Hoàng Nghĩ sẽ được gửi tặng đến tất cả mọi người, một bài hát rất là dễ thương, Một Đêm Say, quý vị. Vì đôi môi em còn đỏ mộng, em muốn nói em yêu anh, men say còn trong hơi thở, lại gần hơn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng nào, vậy lại gần hơn em đi. Xin đôi